Lần đầu tiên, cho ơn mọi người xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị quan khách có mặt trong lễ trao giải ngày hôm nay. Thank you.
muốn cảm ơn đến bộ đôi Bảo Nhân và Mexico là năm nay đã cho mình một cái này diễn khai và cho mình nhiều cái cảm xúc khi mà mình nhận những cái sự cao quý của hình ảnh. Và cuối cùng thì mình xin cảm ơn đến bộ lãnh đạo cũng như là tất cả khán giả của xin được đón nhận Hồng Vân từ Hà Nội. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Hai Sắc. Lời khi Hai Sắc xin được chào đến tất cả các cô chú anh chị diễn viên và tiêu biểu để có mặt tại sân khấu hôm nay cũng như là được nghe lại những chương trình và đang xem chương trình trực tiếp ngày nào chào chân trọng biết ơn. Cái tôi duyên thế nhà trường lắm, bởi vì mỗi khi có bài hát của bài hát của mình con có gì đó sẽ có thể nhận gì được ngay, cho nên là ngày hôm nay cảm ơn cô San San vì đã cho bài hát cơ hội này cũng như là mọi người chọn vì đã cho bài hát biết được rằng là sự cố gắng của mình đã được công nhận với bài hát rất nhiều đã có mọi người đi cả thì cảm ơn chương trình rất nhiều nha. Bởi vì không phải lúc nào cũng vì sẽ có cái bài hát cũng xin quý vị một vài phút để cảm ơn chân thành nhất của mình đến với những người rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Đầu tiên là con xin cảm ơn ba mẹ và gia đình của mình đã sinh con ra ngày hôm nay, và tiếp theo là xin cảm ơn những người thầy đã dìu dắt Hai Sắc ngày hôm nay, đặc biệt là chị Ngô Thanh Vân vì đã cho Hai Sắc cơ hội để trở thành một nghệ sĩ. Và tiếp theo là tôi biết là tại người rất thành quen đặc biệt là một người bạn của mình là một người anh rất tuyệt vời cho ngày qua sát đó là đại diện Bố Bắc Phương. Thank you, thank you. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những video hôm nay, và đó là cái cơ hội giúp cho sát thể hiện một người khí cảnh khác hơn qua sát. Và thực sự mà nói là anh sẽ không thể nào bị tốt như vậy nếu thiếu những người đồng nghiệp xung quanh mình, đó chính là Phương Phi Phụ và đặc biệt là anh Dương Tấn. I love you. Thank you. Bởi vì thì cái thứ luôn đó là anh cũng là một người diễn viên rất tài năng, nhưng mà lúc nào tôi cũng biết ra sẽ cảm thấy tự tin hơn, mà không bao giờ là sẽ cảm thấy lo lắng hết. Và chính vì vậy đã sẽ học hỏi rất nhiều từ tương tác của diễn viên mà các thầy của con mình chính là chị Nhi. Bởi vì chị Nhi là lấy đâu quan sát, và thực sự đó có gì để các em một khía cạnh mềm mại như quan sát đối với chị Nhi là cảm ơn người rất là nhiều. Và cuối cùng các em có thể không nhắc đến là hai năm một quan sát luôn tất cả mọi người tình yêu dành cho sát nhất. Xin một lần nữa chúc mừng nam diễn viên Hai Sắc và nữ diễn viên Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Vân. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Ngô Phương Lan và ca sĩ Nguyễn Hoàng Phúc. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục điện ảnh. Tiếp theo của chúng ta là giải sáng tạo xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Và sau đây sẽ là top 3 đề cử. Hạng mục điện ảnh, top 3 đề cử sáng tạo xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Hạng mục giải sáng tạo thì kéo dài bằng 3.